Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, đồ đá Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một bức vỏ sò tai tượng khổng lồ hóa thạch 1.000 năm. Đây có thể coi là báu vật của đại dương. Những bức vỏ sò này được các ngư dân biển khai thác dưới sâu dưới đáy đại dương và sau đó thì vận chuyển về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ điêu khắc. Thì trên màn hình quý vị các bạn đang chiêm ngưỡng đây là bức vỏ sò tai tượng có kích thước là dài 81, rộng 50 và được chạm trong lòng của vỏ sò là bức tranh đồng quê. Bức tranh này tái hiện cảnh đồng quê có người đi cấy, người gánh củi, có cây, có đình, chùa, rồi có những chú bé trăn trâu và những chú bé đang trèo cây để nô đùa. Đây có thể nói là một bức tái hiện cảnh đồng quê, chợ quê của Việt Nam ngày xưa. Đây cũng là một đơn đặt hàng của anh khách hàng ở trong Cam Ranh, Khánh Hòa. Anh đã đặt chúng tôi để điêu khắc vỏ sò. Và vỏ sò này là vỏ sò của anh đã chuyển xe khách cho chúng tôi. Thì quý vị nào muốn điêu khắc vỏ sò tai tượng theo mẫu mã yêu cầu thì quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi cũng được biết là gần đây khách hàng trong Cam Ranh có nhu cầu chơi vỏ sò tai tượng rất là cao. Thì chúng tôi cũng có một đội ngũ thợ rất là đông để đáp ứng nhu cầu của những người chơi vỏ sò tai tượng trên toàn quốc. Tôi không chỉ làm cho khách hàng trong Cam Ranh mà rất nhiều khách hàng ở Hải Phòng cũng như ở Hà Nội cũng đã gửi vỏ sò về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thi công đục, điêu khắc. Chúng tôi đã đạt tới ngưỡng đỉnh cao nhất của làng nghề, đó chính là nghệ nhân. Thì không gì là không thể. Quý vị chỉ cần đưa mẫu ra là chúng tôi sẽ đục y chang đúng như mẫu vậy. Và trên màn hình quý vị các bạn đang chiêm ngưỡng đây là một bức vỏ sò tai tượng khổng lồ nữa, có kích thước là dài 70, rộng 50, đục tùng cúc trúc mai hay còn gọi là tứ quý bốn mùa. Đục vỏ sò tai tượng có rất nhiều dạng, mỗi một vỏ là chúng tôi lại đục một mẫu khác nhau và cân nặng cũng khác nhau. Tùy theo dáng vỏ mà chúng tôi sẽ ra mẫu và tư vấn mẫu cho khách hàng được đúng ý. Và qua đây tôi cũng hướng dẫn luôn cái cách chơi vỏ sò tai tượng cho quý khách hàng mới tiếp xúc. Khi chúng tôi đục xong như này, quý vị có thể cho vào tủ kính. Đặc biệt là vỏ sò tai tượng thấu quang khi soi đèn thì quý vị hãy trang bị thêm một hai chiếc đèn màu vàng và hắt vào thì ánh của vỏ sò lên rất là đẹp. Và bao trùm bên ngoài là lồng kính thì sẽ không có bụi. Và đồ gỗ Hiền Lành cũng như đồ đá Hiền Lành cảm ơn tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc yêu vỏ sò tai tượng. Quý vị có vỏ thì quý vị hãy chuyển về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ điêu khắc đúng mẫu mã mà quý vị đưa ra. Một năm chúng tôi đục điêu khắc rất là nhiều vỏ sò tai tượng với những mẫu vinh quy bái tổ, bát mã thành công hay là tùng cúc trúc mai, giỏ hoa, cá chép vượt vũ môn, Phật bà, Quan Âm rất nhiều. Quý vị hãy liên hệ theo hai số hotline trên màn hình. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.